Ok nhá, xin chào tất cả các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về game Arcana Tactics. Nhưng nói chung là hôm nay quay trở về game này đây thì nó có ra chuỗi sự kiện mới. Thì trong đó có một cái con tướng mới ở đây sẽ ở chỗ đặc biệt. Nó có thêm con mới tên là Người Mẹ. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau đi làm một chuỗi video liên quan đến con này. Thì trong video đầu tiên này đây chúng ta sẽ cùng nhau đi xử lý qua một số cái cửa trong cái hành trình liên quan đến con này trong chỗ map đặc biệt. Bây giờ trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Thì bên cạnh cái việc ra cái map này, nó có một sự kiện nho nhỏ ở đây giúp cho bạn đây là khi bạn đi cái thám hiểm Otera ấy thì nó có xác suất rơi cho bạn ra những cái quả bóng. Thì khi ở đây ví dụ đi một map bất kỳ có cái quả bóng này thì cái quả bóng này sẽ ra một số vật phẩm nó cũng tương đối ổn cho các bạn chơi. Thế này ra trong quá trình mà đi cái này thì nếu bạn nào mà còn dư giả lực một tí có thể đi farm ít cái quả bóng đấy về nhé. Ví dụ ở đây thì trước khi vào cái con kia thì có thể tiện đây đang sẵn có ít bóng mở thử cho bạn xem được cái gì nhé. Ở đây mình có farm qua một chút, mình có 1000 quả bóng thì mở thử cho bạn xem nó ra những cái gì nhé. Nó ra ở đây đầu tiên là cái nó có một số cái thủy tinh xanh, à cái pha lê hồng này, cái pha lê hồng, cái tinh thể hồng ấy, là cái này cái vật phẩm mà đôi khi ta phải nạp mới có thì nó cho ra khá là ngon này. Một số cái vật phẩm để như kiểu là để nâng cái ấn tượng, một số cái vật phẩm để chuyển cấp cũng như là đột phá tướng, một số cái dạng vé quay tướng đấy, những thứ nó có thể ra vé quay Agrana, vé quay tướng, vé quay cổ vật đấy, mình có thể mở cho bạn nhiều một chút để bạn xem qua cái phần thưởng nó rơi ra, xem cái tỷ lệ rơi ra cái đúng cái thứ bạn cần nhiều hay không nhé, để bạn biết lối, để bạn biết lối để bạn xem bạn nên chơi hay không. Nói chung mình nghĩ là những cái sự kiện này thì nên chơi. Nói chung nó hưởng ứng cái đợt này nó có World Cup nó ra cái sự kiện này nên ra nên tranh thủ farm một chút xíu thì có thể lên được khá tài nguyên đấy. Nói chung là farm vẫn tương đối lâu một chút nhé, nhưng mà bù lại thì mở thì nhanh thôi, nên là mình sẽ mở hết 1000 cái cho bạn xem qua một chút. Xác suất nó rơi thì hầu như lần nào cũng sẽ ra được cái tinh thể hồng này, cũng ra được cái vật phẩm để chuyển sinh cũng như vật phẩm để nâng cấp ấn tự và một số loại vé quay đúng không? Một số cái linh thạch hầu như lúc nào cũng ra thế thôi, chẳng qua là cái số lượng mỗi lần ra có thể khác nhau một chút xíu, nhưng mà về cơ bản các phần quà có thể rơi ra được ấy thì cơ bản nó giống nhau thôi. Mở tốt ra tiện mình lấy thêm chút tài nguyên luôn. Ở bên cạnh cái đấy nó sẽ có một cái vé nho nhỏ liên quan đến cái sự kiện của quả bóng này nhá. Thì nói chung là bạn cứ farm nhiều tí là tự động nó sẽ hoàn thành luôn thôi. Ví dụ trong chỗ vé ở dưới này thì nó có một cái vé liên quan đến gì nhỉ? Vé nhiệm vụ, vé mẹ cường hóa, vé Choromi. Có cái vé đây, cái vé hình quả bóng, vé thu thập trái này. Thì nói chung là đấy bạn cứ sưu tập đủ cái lượng trái như trái bóng nhất định ấy là bạn sẽ nhận được quà. Cái này rất là dễ, đây mình mắc rồi đúng không? Còn bên cạnh đó nếu mà có điều kiện chút xíu có thể mua thêm cái gói này mất thêm tiền thì đấy tùy cơ ứng biến nhé. Nếu mà bỏ thêm tiền ra nhận thêm cái dòng hàng quà phía dưới, còn không nếu mà không nạp tiền thì ăn cái quà phía trên thôi. Đấy là sơ qua một chút trước khi mình vào cái con người mẹ kia. Bây giờ quay trở về hành trình map đặc biệt và map sự kiện người mẹ, ta đánh cửa đầu tiên. Ở đây nó yêu cầu mình ở đây có 3 mục tiêu là vượt qua màn chơi, vượt qua trong 30 phút 0 giây, chiến thắng tất cả trận đấu. Còn bên thử thách nó giai đoạn 1 sẽ là vượt qua hoàn hảo với 3 sao. Tức là vượt qua thỏa mãn cả 3 cái điều kiện kia. Cái thứ hai là giai đoạn 2 đây sẽ là vượt qua trận đấu boss với anh hùng hệ sắt, có một con hệ sắt trong nhóm. Cái tiếp theo là giai đoạn 3 là vượt qua khi sử dụng ít nhất một Arcana hệ chính. Ok, vậy cái này cũng đơn giản thôi. Thì đầu tiên đây hiện tại mình đang sử dụng cái full Arcana hệ chính nên auto thỏa mãn cái điều kiện giai đoạn 3 rồi. Tiếp tục là khi mình ghép thì mình cố gắng để con hệ sắt là được. Còn cái chỗ chiến thắng là chắc chắn phải chiến thắng rồi. Không nên ta triển khai thôi. Hệ sắt thì hiện tại xem con nào lấy bừa con hệ sắt cũng được ấy mà. Nó không yêu cầu số lượng tướng nên nó cũng không quan trọng nhiều. Ở đây vẫn chơi team cung nhé.
thì sẽ liên quan con hải tặc cũng như là con hải tặc với lại con Hydra. Map đầu tiên chắc chưa khó lắm để mấy tướng một sao, không biết có chết không. Không chết thôi, không chết thì không sao. Thường nó khó có cửa 4, cửa 5 nhưng mấy cửa đầu nó dễ mà. À đây, nhưng mà võ sĩ hệ sắt luôn thì sao này. Nếu mà võ sĩ hệ sắt luôn lấy luôn con võ sĩ xuống được. Để mà xem đúng hệ sắt nhé. Đây, con võ sĩ đây hệ sắt luôn đúng không? Cái màu nâu nâu này là hệ sắt đúng không? Như vậy thì để luôn con võ sĩ đỡ mất công phải ghép nhiều. Mở thêm ô tướng đi, cho thêm vị trí vào. Mình nhìn ghép con hải tặc trước cho nó nhanh, xong mình ghép thêm 1-2 con Hydra rồi chiến đấu thôi. Mình đang sử dụng thẻ tăng tỷ lệ bạo kích, tăng hiệu ứng và tăng sát thương bạo, tăng tốc độ đánh, cũng như là tăng khi có số lượng chẵn số có tim cung để tăng cái lượng đam gây ra lên đúng không? Con man nhân nó hệ gì? Man nhân nó không được, thôi để một mình con võ sĩ thôi. À vũ sư này, vũ sư là hệ sắt cho nên vũ sư nó 2 sao trông yên tâm hơn. Để thấp quá trông nó hơi sợ. Từ nãy giờ toàn ra mấy con cùi cùi thôi cho đánh tạm đấy. Chỉ cần mấy con cung một chút để ghép cho nó dễ mà. Đây lên được con lính nhỏ này. Lên tiếp con thợ rèn đấy đi. Mình thì chắc chỉ để con vũ sư thôi thì ghép lên cao nó khó nhớ ấy. Mình nghĩ là cửa một nó dễ, cứ để một mình con vũ sư thôi. Còn lại chơi cung hết. Đây thêm có lính nhỏ này. Nói chung là mình càng nhiều cung thì mình càng mạnh thôi. Bỏ bớt con đây đi, lấy con này xuống. Chứ chưa đủ thì bỏ bớt thêm con thương thủ nữa. Ở đây ghép là con ninja này. Đấy chắc dùng túi lựa chọn lên luôn con thuật sĩ cho nhanh. Thì ghép một con hải tặc sớm thì cho nó có đam nó to to một tí. Bỏ con võ sĩ đi không dùng tới. Kiếm sĩ à, mấy cái này nhiều quá thì thôi cứ để vậy đó. 6 Rubik có thể mở thêm ô đấy. Túi chọn kia thì kệ đi. Truy tung giả đây xuống để ghép Inra. Bỏ bớt con kiếm sĩ đi. Truy tung giả đây có thể lên con vũ nữ để ghép thành con thợ săn trước này. Nó sẽ liên quan đến việc ghép con Inra luôn. Mua thêm mấy cái bình tí kiếm cơ hội sắp xuất ra thêm Rubik ghép cho nó nhanh. Thì cố gắng đi full thành tựu nhận cái quà đầu cho nhiều điểm để còn đổi shop âm ti nhé. Nói chung là những cái con đặc biệt nên lấy về sớm thì có một số cái nhiệm vụ liên quan cái vé liên quan đến nó ấy. Mình lấy về sớm để còn xử lý dần dần. Đấy, tiếp còn ninja tiếp, đây 9 Rubik có thể mở thêm ô nhé. Mua thêm bình Rubik trước vì nghĩ là Rubik về sau kiếm nó hơi lâu một tí. Nói chung là cửa đầu tiên nó khá là dễ, chắc không sao đâu. Cửa đầu tiên nó nhẹ nhàng thôi. Tư tế thì bỏ nhé. Tiếp tục ở đây mấy con này tại vẫn chưa đủ đúng không? Có thể dùng thêm cái này nữa. Lên thêm con hải tặc nữa. Cho thêm con cung vào.
Bỏ tiếp là võ sĩ đi lên tiếp con thợ rèn tiếp nhỉ. Thật ra cái cửa này mình nghĩ cũng chả cần đến Inura đâu. Để xem có nên ghép không nhỉ. Thôi bất công ghép nốt Inura đi. Vậy thì lên con truy tung giả đi. Lên con trinh sát đi. Kiểu mất công ghép thì ghép cố một con nên mình nghĩ cái cửa này nó không cần đến. Như thế là thừa sức để thắng rồi. Có thể lên thành con liễu kiếm thì có thể lấy thêm hai con cung nữa. Đây là thiếu túi lựa chọn. Ở đây nhiều Rubik có thể mở thêm mô để mua. À thôi không cần mua thêm. Chắc nó khoảng tầm 20 cửa là xong thôi. Đây cùng với túi lựa chọn lên con này, lên con biệt kích này, lên con quạ đen này. Cần 6 Rubik mới đủ ghép lên con Inura này, phải chờ thêm thôi. Trong lúc chờ đợi mình ghép thêm một con lính nhỏ nữa. Đến boss luôn rồi không? Giờ ấy cố chốt hạ là xong rồi. Cái này Rubik thiếu, à không, cái này còn đang thiếu con sát thủ. Chết dở rồi, không có đạo tặc rồi. không có đạo tặc rồi thì thôi nhá. Cái này phải có con đạo tặc nữa cơ, hiện tại mình đang không có đạo tặc. Ờ mình bỏ bớt đi một số con thì mình lấy con đạo tặc nhỉ. Ở mấy con lít lên lít nhít thì bỏ đi nè. Đây có túi lựa chọn nữa, à không có túi lựa chọn à. Để mua, à, nhưng mà nếu mà dùng cái này thì lại không đủ Rubik nhỉ. Lại còn tí Rubik. 7 Rubik cái này bỏ đi một tí này nữa là 160. Không đủ rồi. Thắng thì thắng chắc chắn rồi đấy, nhưng mà cái này có vẻ không đủ. Ui, thiếu có 7, thôi cho đánh luôn đi. Nói chung là thừa sức thắng rồi mà. Tỷ lên con Inura mà bị thiếu Rubik như thôi. Thế mấy cửa đầu địch nó yếu thì đánh nó dễ đâu. Nói chung này đánh thì coi như cũng hoàn thành 3 thành tựu rồi mà. Để chui ra kiểm tra lại xem đúng 3 thành tựu chưa, cũng như nhận nốt quà nhé. Đây nhá, như vậy nhận là full quà, tức là mình hoàn thành xong cả 3 thành tựu nhé. Như vậy cửa đầu tiên là nhẹ nhàng nhé. Tiếp tục đến cửa số 2 này. Cửa số 2 đây thì cái điều kiện bên cái 3 sao đấy là vẫn như cũ nhé. Tiếp tục ở bên giai đoạn 2 thì yêu cầu vượt qua trận đấu boss với anh hùng hệ sắt là có 2 con trong nhóm. Tiếp tục là vượt qua khi sử dụng ít nhất là 2 Akrana hệ chính. Cái hệ chính và cái vượt qua 3 sao chắc chắn được rồi. Nhưng bây giờ nó yêu cầu là 2 con hệ sắt. Vậy chắc cũng phải nghiên cứu dần xem là có con nào hệ sắt khác ngoài có mấy con cung không. Mình thôi trước mắt cứ vào đánh tạm nhé. Hình như mình nhớ không nhầm là có con hải quân của bên cung là nó sẽ hệ sắt đấy. Mình hết lực thì có thể dùng thêm túi lực một tí nhé. Nó yêu cầu 2 con hệ sắt thì mình sao sợ nó yêu cầu nhiều con hệ sắt quá. Mình kiếm con nào xịn xịn tí cho vào cho nó hoàn thành thành tựu ấy mà. Trước mắt thì ghép hải tặc trước đã. Lên 2 con ninja sẵn đi, lên con thợ rèn đi. Rồi cho thêm một con thương thủ vào. Mình xem lại cái danh mục tí xem có đúng là con hải quân ở sắt không nhé. Ở đây chỉ với hệ sắt ở đây thì con nó sẽ sáng lên con hệ sắt này. Thì ở đây kiếm con 4 sao ghép cho nhanh thôi. Đúng rồi, con hải quân ở sắt thì có thể mình ghép thêm mấy con hải quân nữa. Rồi tấn công tạm nữa. Hải quân thì mình cần con đấy, còn cần con hiệp sĩ à. Hải quân mình xem lại hiệp, hải quân bình thường hay ghép mà quên tên rồi. Hải quân thì mình sẽ cần là biệt kích với thủy hộ giả, là cần hiệp sĩ, xạ thủ, man nhân, liễu kiếm. Nói chung mấy con đấy dễ ghép thôi. Lên trước con xạ thủ nhưng mà để lên để ghép con hải tặc trước nhé. Thay thế hai con này vào. 3 Rubik như đủ mở thêm ô thì cho thêm một con vào cho nên yên tâm đã. Thường nó khoảng từ cửa thứ tư, thứ ba, thứ tư bắt đầu địch sẽ khỏe lên. Nếu mà muốn ghép như vậy thì phải để dành con kiếm sĩ để ghép lên hiệp sĩ. Vậy tạm thời bây giờ chắc lên tạm con hiệp sĩ trước à. Thôi có thể từ từ nó cũng sẽ có đâu.
Thì vậy cứ cho đánh tạm đi, mấy cửa này đang yếu. Đấy, con này xuống thì có thể lên con man nhân nữa. Các bạn sợ ít tướng quá sợ to ý. Đây lên được con thuật sĩ thì lên thì sát thủ lang bạt trước này. Để cho đánh tạm đi đã. Đây có hai kiếm sĩ để đủ lên hiệp sĩ này. Đây là con hiệp sĩ nhá, này lên thêm con sát thủ. Hiệp sĩ sát thủ cho vào thay thế vị trí này. 6 rubik mở thêm được ô thì mở thêm ô này. Chúng tôi phải cho tạm một con này vào đứng tạm đó. Thêm con thợ rèn nữa. Con này lên luôn con man nhân đi, lên thủy hộ giả sớm đi. Giờ tôi ghép con biệt kích thì cần xạ thủ với lại con liễu kiếm. Để ghép tạm một con ninja tiếp, ghép tạm một kẻ báo thù trước đi. Cho hai con thợ rèn và thay bớt cho con tu sĩ đi. Tu sĩ giữ một con thôi. À không, bây giờ mình lên con mình chưa lên nhỉ. Thôi có thể để lại một con tu sĩ. Cho tấn công tạm đi đã. Thuật sĩ. Để hơi nhiều thợ rèn đấy. Lại thuật sĩ tiếp rồi. Thôi bỏ bớt con tinh linh đi. Túi lựa chọn hơi ít thì mình chưa ghép được nhanh nhé. Phải từ từ đó. Đan cửa 11 còn rất là dài, cứ từ từ đó. Có thể lên thêm con hiệp sĩ này, ghép tới khoảng tầm 2 con thôi. Nó cần yêu cầu 2 con cơ. Này có thể lên tạo được con xạ thủ này. Con này còn dư túi lựa chọn lên con liễu kiếm này. Lên con biệt kích này, lên con hải quân này. Được một con này, được con hệ sắt này nhé. Tiếp tục ở đây dư nhiều quá, có thể vứt bớt đi một chút xíu, bỏ bớt đi con. Lấy con hiệp sĩ này xuống để ghép dần dần đi. Thôi cứ để con này vào trong đi. Hiệp sĩ vứt thôi tí nữa vứt vào sau. Bây giờ thấy thuật sĩ hơi nhiều, vứt bớt pháp sư đi thôi. Đây 10 rubik có thể mở thêm ô đi, mở thêm ô đi. Trường hợp xấu mà ghép không kịp thì lên một con võ sĩ là coi như là có hai con hệ sắt luôn nhé. Này lên thì con ninja tiếp. Lên này sát thủ lang bạc. Hai con cung thì lên tiếp con xạ thủ tiếp này. Đây mình chờ mình ghép con kia cho gọn thì cứ để tạm vậy đó. Nó sẽ bắt đầu khó từ khoảng tầm cửa số 3 nên cứ chuẩn bị tinh thần như thế. Cái này có thể lên dần con liễu kiếm này, lên thì con biệt kích tiếp này. Cho con võ sĩ này xuống này. Thích nhanh thì có thể dùng túi lựa chọn lên luôn con man nhân, ví dụ đây lên luôn con man nhân này. Thì lên con thủy hộ giả này. Là lên con hải quân là mình có hai con hệ sắt luôn này. Nếu mà ghép nhanh thì ghép như vậy thôi. Thực ra bây giờ cũng chả cần thiết phải ghép Indra lắm, nếu ghép Indra nó hơi lâu ấy. Đấy, ra thuật sĩ tiếp à? Mình kiếm thêm mấy con cung mà chưa thấy đâu. Nói chung chủ yếu là vất vả chút thì ghép theo kiểu ghép đúng điều kiện yêu cầu thôi. Còn nếu mà ghép ngẫu nhiên thì con nào mà dồn cao nhất mà ghép thôi. Ở đây là tại vì đang cố gắng ghép theo yêu cầu của nó. Lại ra liễu kiếm tiếp để liễu kiếm lại cũng được. Liễu kiếm thì sau ghép thêm một con, là nào ghép con Inra luôn. Cho tấn công tạm đó, chỉ sợ ghép không kịp thôi.
Này lên con truy tung giả cũng được này. Thế này có thể lên con vũ nữ này. Là mình lên được con thợ săn, là lên được con cung thủ thần bí này. Này lên tiếp con biệt kích tiếp này. Mình đang chuyển hướng ghép in ra nhé. Bỏ bớt con thợ rèn đi. Ra vệ binh thì bỏ. Này lên tiếp để ninja lên để sát thủ lãng bạc, cứ để sẵn vậy đã. Bây giờ đi kiếm cung tiếp. Mình sợ không may ra truy tung giả cứ để tạo còn tạo dạng cung nữa, chưa cần ghép vội. Đang cửa 19 sắp đến boss rồi. May ra để ghép kịp Inra, Rubik thì đủ đấy. Chỉ sợ không ra đủ tướng thôi. Đấy con cung lấy xuống này. Con này ra được xuống có gì, lại thợ rèn tiếp, bỏ thợ rèn đi. Đây hai con cung lên tiếp thành con xạ thủ. Và cái này dùng túi lựa chọn lên truy tung giả, lên con trinh sát ghép con quạ đen lên Inra này. Đấy có Inra này. Không vất tạ con này đánh thôi, nhưng trung địch thì khá là yếu, chắc tầm này đánh được thôi. Địch nó khỏe mới cần ghép nhiều, chứ còn địch yếu thì ghép một con Inra chắc là đủ cân tim ấy mà. Đấy bắn vài nhát là chết luôn rồi nhé. Như vậy hai cửa đầu tiên nó không khó nhé. Để xem đến cửa thứ 3 xem có khó không. Và trước khi sang cửa số 3 ta quay về nhận quà đó. Đây quay về đây nhận quà đấy. Vẫn nhận được full cả 3 book quà. Tiếp tục sang cửa số 3 nhé. Ở đây là vượt qua hoàn hảo mức độ 3 sao này. Vượt qua sử dụng 3 con Akrana hệ chính là đơn giản này. Bây giờ chủ yếu là vượt qua trận đấu boss với 3 anh hùng hệ sắt. Tức mình ghép 3 con hải quân nhé. Tại mình chơi team cung mình ghép con đấy. Còn bạn chơi con khác thì bạn ghép con khác cũng được. Đây mình chơi con nào nó tiện cho mình ghép thôi. Đây mấy con đấy kiểu mình ghép nó quen tay rồi, ghép cảm giác nó tiện hơn ấy. Chứ còn thực ra có nhiều con để ghép đó. Con hệ sắt nó không nhất thiết phải là cung. Chẳng qua mình chơi bộ Akrana cung thì mình chơi con hệ cung nữa. Lên con hiệp sĩ này. Lên con man nhân rồi lên là thủy hộ giả đây. Đó cứ để tạm về đánh tạm đi. Xem thử có chết tướng không đã, xem địch nó khỏe không đã nhá. Thế chết tướng thì có thể xem ghép nhanh hơn tí nữa. Tại nghĩ mấy cửa đầu nó chưa chết tướng được nhiều nên cứ để tạm vậy. Cũng suy chết tướng nhỉ, cũng suy chết đấy. Như vậy phải cho khỏe hơn tí nữa. Đây là con xạ thủ này. Bỏ bớt mấy con tu sĩ thì không cần nhiều. Thể mở thêm ô tăng thêm số lượng tướng nhé. Đây cũng không ghép nhanh hơn con nào nữa nhỉ. Thôi để tạm về đánh tạm. Bỏ bớt võ sĩ thì chưa bỏ được, bỏ bớt con tu sĩ đi. Ở đây hiện tại mấy con này lên được con ninja này. Con này lên được con thuật sĩ, lên được con sát thủ lăng bạc này. Để cho con võ sĩ đứng vào này. Tinh linh hiện tại chưa dùng được cái gì nhỉ. Có một túi lựa chọn, nếu mà lên sớm thì lên được con thợ rèn thôi. Thì lên được con cung thủ thôi. Rồi kệ đi, cứ để tạm đánh tạm. Chắc cũng chưa chết được luôn đâu. Đây tiếp một con thuật sĩ nữa này. Còn đây mình lên được con thợ rèn, mình ghép thành con lính nhỏ rồi này. Thì lên được con hải tặc đầu tiên thì cho này thế chỗ rồi này. Là tạm thời đứng được 5 tướng. Có hải tặc phát bắn nó sẽ khỏe hơn rất nhiều, giết nhanh hơn rất nhiều. Lên con này lên thành con man nhân tiếp đi. Cho một con cung vào đi. Đấy hiện tại mở được chưa đủ Rubik mở ô. Thôi cho đánh tạm đi. Hàng cùng tiếp tục lên thêm con xạ thủ đi. 6 Rubik để mở thêm ô, tăng thêm một tướng rồi.
này mình được con man nhân đúng không? Mình cần hai con man nhân là đủ hai con, một con là thủy hộ giả, con kia rồi thôi bỏ qua đi. Mình lấy mấy cái này xuống tiếp tục lên thêm con thuật sĩ tiếp. Chỗ này có thể lên thành con liễu kiếm để kết hợp với con này lên thành con biệt kích, lên con hải quân rồi thêm con hải quân này. Lại cho con tu sĩ vào đứng tạm. Chắc mình ghép hải tặc với hải quân cho nó nhanh, ghép với con Indra nó hơi lâu. Ninja lấy xuống, với con này lấy xuống. Ninja tiếp tục lên đây, lên được sát thủ lang bạc để tạm vậy đã. Cho ăn cung và thay con tu sĩ đi. Được thêm con cung nữa, hai con cung lên được con xạ thủ tiếp. Để dùng túi lựa chọn để thêm con liễu kiếm nữa. Lên con biệt kích để mình chuẩn bị sinh thần ghép con hải quân tiếp cho nó xong. Giờ thiếu thủy hộ giả, thiếu hai con kiếm sĩ nữa. Bỏ bớt con tu sĩ nhé, còn để con tu sĩ lại phòng nhỡ đâu đổi ý lên Indra thì lại ghép lại ghép sau một con kiếm sĩ rồi này. Lại thêm con thuật sĩ này, bỏ bớt con tu sĩ đi, túi lựa chọn vẫn còn thôi, mình lên luôn cho gọn đi. Hai con hiệp sĩ lên thủy hộ giả tiếp đi cho nó đủ hai con hệ sắt đi. À, nó yêu cầu là 2 hay 3 con thì mình không nhớ là 2 hay 3 con, tôi ghép 3 con thì sợ mày nó quên. Mình không nhớ chính xác, nãy không biết là mình đọc là 2 con hay 3 con ấy. Mình cứ thêm một con hệ sắt nữa vào cho yên tâm. Hoặc mình để cho một con võ sĩ bình thường hệ sắt cũng được, đỡ phải ghép. Cái này cứ lên thêm một con nữa nè. Thôi lên thêm con hải tặc cho nó cứng đi. Chơi đến 2 hải tặc, 2 hải quân đánh cho nó yên tâm. Vũ nữ mình bỏ, mình xác định không lên Indra, mình bỏ vũ nữ nữa. Cái điểm nó hơi ít thì mình không ghép nhanh được, phải từ từ đó. Lấy thêm con hiệp sĩ tiếp này. Này lên thêm con ninja, ghép tạm lên con sát thủ lang bạc, có thể mình sẽ lên thêm một con nữa. Đang cửa 13, không biết có kịp không nữa. Đây được con man nhân này, lên con thủy hộ giả này. Đó, cái này dùng túi lựa chọn lên con xạ thủ, cái này túi lựa chọn lên con liễu kiếm này, lên biệt kích lên hải quân được ít nhất là 3 con rồi, chắc chắn là đủ điều kiện đấy. Giờ có thể ghép thêm một tí con hải tặc, lấy thêm con thợ rèn nữa mà. Bây giờ tập trung ghép hải tặc thôi nhé. Quyền gia không dùng, bỏ đi tu sĩ giờ không dùng nữa, xác định ghép hải tặc không cần tu sĩ. Mua thêm một túi lựa chọn đi. Bỏ bớt con kiếm sĩ thì lấy túi ram đầm xuống. Tại được đúng con ninja, ninja hơi nhiều nhỉ. Túi lựa chọn đủ để lấy thêm 2 con cung để ghép con hải tặc cho sớm đi. Đấy, như vậy kích được 6 con cung rồi nhé. Để kích được tối đa cái lượng sát thương cung rồi đấy. Giờ có thể kiếm Rubik mở thêm mô để ghép thêm nữa. Đấy, thể mở thêm ô tướng này. Tụi túi lựa chọn lên con xạ thủ tiếp này. Mình cần đến con thương thủ lên thêm một con hải tặc nữa. Chứ mấy con này giờ bắt đầu nó hơi thừa đấy. Tôi có để lại làm kỷ niệm đấy. Chứ tầm này cũng chả dùng tới. Tôi cho tấn công đi đã. Cũng sắp sửa đến boss rồi, chắc không ghép cố thêm làm gì. Ghép cố thêm con hải tặc nữa thôi. Cái hải tặc nó ghép nó nhanh. Còn mấy con kia ghép lâu cũng không cần ghép cố. Đây có con thương thủ đẹp này. Rồi lên thợ rèn này, lên vào đây thành lính nhỏ, lên thành hải tặc này. Rồi chốt team này đánh đi. Tại vì sắp đến cửa 20 sẽ đến boss rồi, chả cần, cũng không cần cố lắm. Lấy team này đủ sức giết rồi nên kệ vậy thôi. Rồi như vậy ra kiểm tra lại phát nữa, chắc ăn xem hoàn thành hết cả 3 giai đoạn chưa nhé.
Đây, ấn vào đây nhận quà, nhận được full quà như vậy hoàn thành hết cả 3 giai đoạn nhé. Tiếp tục ở đây tiếp lại yêu cầu tương tự như vậy là vượt qua với cái tiếp tục cái cửa tiếp theo ấy, thì nó vẫn yêu cầu vượt qua 3 sao. Tức là vẫn vượt qua trong thời gian quy định là không quá 30 phút, vẫn vượt qua màn chơi và chiến thắng tất cả các trận, không chết trận nào. Tiếp tục ở đây là nó sẽ yêu cầu mình là dùng 4 con hệ sắt nhé, 4 con hệ sắt và vượt qua khi sử dụng ít nhất là 4 arena hệ chính. Nói chung là cơ bản nó tăng số lượng lên 1 thôi. Tức là dùng nhiều con sắt quá là sợ team nó lại hơi đuối. Lại dùng thêm chút thể lực nhé. Đợt này mình vừa xả lực cho cái sự kiện đá bóng ấy, nên thành ra là mình đang hết lực, mình sẽ đi dùng túi lực tích lũy trước thôi. Nếu vậy cần nhiều con sắt quá như vậy áp lực ghép hơi nhiều nhỉ. Đây con hiệp sĩ này. Hai con cung lên là con xạ thủ này. Cho đánh tạm đã. Tại sao lại không được phép chết tướng nhé? Nếu mà thiếu chết tướng rất là dở đấy. Đây lên được con man nhân này, lên thủy hộ giả này. Cho con cung mà đứng thay chỗ con man nhân đi. À, thay con võ sĩ đi. Đây hiện tại hết điểm rồi, cho đánh tạm đấy. Quên mất, đúng ra mở thêm ô cho thêm tướng vào sẽ lợi thế hơn. Càng nhiều con thì càng yên tâm thôi. Nhưng không sao, chắc cũng không chết đâu. Mở thêm một ô này. Đây lên tiếp một con man nhân nữa này. Vẫn để con cung kia lại nhé. Nói chung cái điểm hơi ít nên không để ghép nhanh tướng được. Nếu yêu cầu nhiều con sắt quá, sợ phải lên Indra thì sợ lại phải ghép kiểu khác ấy. Lên con thuật sĩ ấy. Này còn túi lựa chọn lên con hải tặc đấy. Lên con hải tặc trước đi. Chưa đủ Rubik để lên nữa. À đâu, đủ rồi nhưng mà đang thiếu. À thiếu con thợ rèn. Đây lên con thợ rèn nữa. Lên con lính nhỏ. À quên mất. Lên con ấy nhầm, lên con ninja với con này. Lên con ấy sát thủ lang bạc nhầm. Thôi lỡ ghép rồi thôi. Tại mình ghép bị nhầm một chút xíu. Tại mình đang muốn lên mấy con sắt cho nó xong đi. Đây lên con ninja, lên con sát thủ lâm bạc, lên con hải tặc này. Lại cho con này vào đứng thế này. Sợ ghét không kịp thôi. Rất lăn tăng nên ghét con in ra không. Này đây thêm con thợ rèn này. Tại vì nếu mà chơi bốn con hải quân ấy thì đồng nghĩa chỉ có hai vị trí cho hải tặc thôi. Lên thêm con man nhân nữa. 8 Rubik thì mở thêm ô, cho thêm ô vào. Cho thêm một tướng vào. Cũng hơi lan tăn đấy, mình chỉ sợ về sau địch nó trâu quá giết không nổi đấy. Tại con hải quân mình không dồn nhiều. Này có thợ rèn đủ rồi, có thể bỏ bớt con tinh linh thì chỉ định ghép hai con lấy con này xuống. Này lên con ninja, lên con sát thủ lăng bạc thì ghép ra được hai con hải tặc đó. Hai con hải tặc là cứng rồi, bây giờ thì không cần ghép thêm, bây giờ tập trung ghép sang con kia thôi. Vậy chỗ này đây hiện tại thì chắc là cho cung và thay con thợ rèn đi, bỏ thợ rèn đi. Lấy điểm về lấy thêm tướng xuống. Lại ra con này tiếp à, bỏ con tu sĩ đi. Không đủ để ram đừng bỏ bớt thêm một con này đi. Rồi con xạ thủ đây được này. Nói chung là hơi khó một chút đó. Này ghép nó hơi lăn tăn một tí. Sợ may chết ở giai đoạn cuối thôi. Bỏ tinh linh đi thôi. Ở đây tiếp tục mình giờ lên tập trung lên con liễu kiếm để lên con biệt kích này. Để lên con hải quân tiếp cho nó gọn đi này. Lại cho một con vào thế chỗ trống này. Còn hai túi lựa chọn rồi từ từ đó. Tại sợ ghép tướng yếu quá mà chiếm tận 4 con trên số slot đang có thì sợ có may toi mà. Thì ra muốn ghép nó cứng cứng một tí. Xác định chơi hai hải tặc thì bỏ con này đi thôi.
cho con cung, và thế chỗ ở kích cái hệ cung lên tí. Thế thì còn man nhân như vậy là có 1, 2, 3 đủ đủ lượng man nhân cần rồi đấy. Như vậy không cần thêm con võ sĩ nữa. Bỏ hết tu sĩ nhé. Truy tung giả thì cũng không cần lắm, vứt tạm rồi kích hệ cung trước thôi. Nhưng hiện tại không cần đến. Đây có mấy cái túi lựa chọn có thể lên tạm, lên con xạ thủ tiếp, lên tạm con liễu kiếm đi. Lên con biệt kích, xong rồi chờ sau ghép hải quân sau. Đây là con thủy hộ giả sẵn này. Mình đã có 300 mấy thì bỏ bớt được con man nhân đi để lấy luôn con này xuống cho gọn. Đáng nào phải ghép con nó lên con hải quân đi. Là được hai con hải quân rồi, vẫn còn dư hai con man nhân để ghép tiếp hai con hải quân nữa. Này hết điểm mất rồi, cho đánh tạm đấy. Bỏ con pháp sư đi. Cung thì luôn ưu tiên lấy cung. Sát thủ thì bỏ đi thôi. Lấy Rubik đi. Đây con xạ thủ tiếp vứt vào đây thay con man nhân, kích cho nhiều cung đấy. Bây giờ có 9 Rubik rồi, có thể mở thêm một ô tướng, không cho thêm con này vào. Cứ nghĩ sao đánh vậy là cơ bản ghép thần nó thành quen rồi, mình chắc chắn kịp trong 30 phút thôi. Không, 30 phút là tệ lắm ấy, 30 phút thôi. Đa phần sẽ ghép xong trước đó. Chỉ sợ team không đủ khỏe thôi. Bỏ con tu sĩ đi, lấy con ra đường xuống. Thôi bỏ tinh linh đi. Này lên thêm con hiệp sĩ nữa, lên con thủy hậu giả tiếp đi. Cũng may cửa này quái còn chưa khỏe lắm đấy. Nó khỏe tí nữa là mệt đấy. Bỏ con pháp sư đi, lấy túi lựa chọn về. Này lên thêm con liễu kiếm thì lên thành con biệt kích. Lên con hải quân tiếp đi, cho con này thế chỗ vào. Là được 3 con hệ sắt rồi. Thêm một con nữa là sẽ đủ điều kiện. Và hiện tại vẫn chưa mất cái trái tim nào. Tối đa mình được phép thua 3 lần, nhưng nếu thua 3 thua 1 lần thôi là mình đã đủ mất cái điều kiện cần đấy. Thành ra mình không được phép thua lần nào. Đấy, yêu cầu mình muốn được full quà thì không được phép thua. Đây là con xạ thủ tiếp là ngon này. Xạ thủ thay cho con man nhân đi. Đến cửa 17 rồi dáng ghép nốt một con hải quân đấy. Nếu cửa sau tăng thêm 1 nữa thì ghép kiểu quái cho kịp nhỉ. Ghép lâu phết đấy. Đấy lên con hiệp sĩ tiếp này, lên con thủy hộ giả tiếp này. Giờ lên tiếp thì cần thêm con liễu kiếm nữa. Đây chắc mình lấy luôn lên liễu kiếm luôn đi nhỉ. Đây bỏ cái này đi để lấy thêm túi lựa chọn. Này lên liễu kiếm luôn này. Lên cung. Cung ở đây lên tiếp thành xạ thủ. Xong tiếp tục lấy cung với con thương thủ lên con liễu kiếm. Xong lên con biệt kích lên hải quân tiếp này, nó cho thay thế chỗ này đi. Đấy vậy ghép xong 4 hải quân vẫn đang chấm slot thôi. Phải ghép in ra sợ ghép không kịp. Tầm này Rubik ít quá, chắc là ghép kịp thêm một con hải tặc. Từ đây ghép cố hải tặc thì lấy con này xuống. Lên con thợ rèn thì lên con lính nhỏ này. Thì anh bỏ truy tung giả thôi. Đây kết hợp với cái túi còn đây, còn hai túi thì may ra thì ghép được con hải tặc. Còn không thì để con lính nhỏ cũng được. Tại vì ra mình đã thừa kích hoạt mắc cái Agra cung rồi. Vũ sư thì bỏ đi. Lúc này ra lắm cung đến lúc đầu chả thấy cung đâu, bây giờ lắm cung ấy nhỉ. Ở đây bỏ bớt mấy con này thôi, bây giờ tập trung vào ghép cố con kia mình kiếm thêm con pháp sư. Bây giờ để tìm pháp sư, đây có pháp sư này. Thì cái này để lên thì con thuật sĩ này, cái này có thể lấy túi để cho lên con ninja này, sát thủ lang bạc lên con hải tặc này. Như vậy có đôi 4, 6, 7 con cung, trong đó là 4 con hệ sắt nhé, còn lại 3 con hệ băng là 3 con hải tặc của mình. Như vậy sẽ đủ sức để đánh bại cái cửa này. Thế tính ra cửa này đánh vẫn còn nhẹ nhàng chán nhỉ. Không biết cái cửa sau có khó không hay vẫn nhẹ như vậy.
Thường nếu mà cửa nào khó quá thì ghép Inra, Inra con mình dồn mạnh nhất. Nhưng mà tuy nhiên là ghép Inra nó lâu. Ê, như quay về cửa 4 nhận quà. Ít nhất là cửa 4 nó mới đánh bằng hải tặc được. Chỉ sợ phải dùng Inra thì hơi khó. Tất nhiên là đây là bạn cái cửa này cửa khó nhé. Bạn nào mới chơi có thể sẽ chưa đánh được. Còn những bạn nào chơi lâu thì chắc là nó đánh nhẹ nhàng thôi. Đấy, có là cái này tăng lên thành 5 anh hùng hệ sắt này. Còn lại cái điều kiện vẫn na ná như thế thôi, nó chỉ tăng lượng thôi. Để thử ghép thử xem có trụ được không. Tổng cộng một cái trận đấu này mở tối đa nếu tối ưu Rubik thì mình có thể mở được đến khoảng tầm là 8 tướng. Thì nó chiếm mất 5 tướng thì hơi căng. Đây con hiệp sĩ này. Đây con thợ rèn này. Bỏ bớt một con này đi đã. Lên thêm con thợ rèn đấy. Quan trọng là trước mắt bây giờ cửa số 5 này sẽ bị chết tướng đó. Nếu mà tướng bị chết thì căng. Còn nếu tướng không bị chết thì không sao. Nếu bị chết tướng là mệt đấy. Mình đang lo bị chết tướng từ cửa 1 này. Đấy, bắt đầu cái cửa này bắt đầu lại chết tướng cửa 1 thì chưa được rồi chui ra đánh đại đó. Tại vì mình đang muốn đánh cho nó gọn luôn thành tiệu. Nếu mà chết tướng thì lại ấy quá. Bây giờ phải cố thủ ghép với con cung sớm trước đã để lấy lợi thế để không bị chết tướng đó. Đánh đi đánh lại nhiều lần xem liệu đã đủ mạnh chưa, sợ không đủ mạnh. Win qua cửa thì dễ lắm, để cho phép mình thua 1-2 lần cơ mà. Nhưng mà quan trọng mình muốn thắng là full thành tựu nó mới khó thôi. Nếu vậy phải lên con truy tung giả sớm. Rồi lên tiếp con hiệp sĩ đã. Căng đấy. Lấy con cung thì xuống thì không may không ấy được con gì. Đấy lại lên con truy tung giả nữa. Thì may ra trụ được. Nghĩa là kích được hai con cung này. Nói chung là hơi khó đấy. Thực là hơi khó đấy. Đánh thử xem có sống được không nào. Tại vì đang dùng cái bộ hệ cung mà. Thì con cung sẽ là con mạnh nhất. Nhưng quan trọng là có bắn được không đấy. Đấy chơi cung thì có thể xác suất thành công nó cao hơn này. Nhưng mà chơi vậy thì lại phải ghép sang Inra thì hơi mệt. Tại mình đang muốn ghép gọn sang con ấy thôi. Mình đang muốn ghép gọn con hải tặc thôi. Nói chung cái gì có mấy mặt của nó cũng phiền lắm. Thế nên con ninja cái này lên thì con thuật sĩ lên con sát thủ lang bạc. Mở thêm ô tướng thì cho thêm một tướng vào. Đánh gắt phết đấy. Cái cửa số 5 thường là cửa khó nhất. Thế thì là do nick mình không khỏe lắm. Thì cái chơi lâu nó đỡ tí. Nói chung cứ phải có mấy con cung mà bắn nó mới đau được. Tại mình đang chơi cái bộ hệ cung. Ở đây nhiều cung là sướng này. Thấy nhiều cung là sướng. Lên con xạ thủ này. Thay cho con này đi. Tu sĩ hiện tại không biết dùng ở đâu bây giờ nhỉ? Bây giờ cần lấy mấy con này xuống tạo thời cái hy sinh đạo tặc trước, hy sinh mấy con thương, hy sinh mấy con này hết đi để lấy hai con cung này xuống trước đã. Thì đang cần cung trước. Giờ cung là ưu tiên số 1. Để cho kích hoạt nhiều cung lên bắn cho đau. Chứ không bây giờ không có cung thì bắn rất là yếu. Dùng cái set hệ cung. Rồi bắt đầu lấy con này xuống để ghép dần ra con kia. 48 điểm chả đủ ghép cái gì nhỉ? Tôi cho đánh tạm đi đã. Hy vọng là không chết. Nói chung có khoảng tầm 4 con cung thì bắn nó sẽ tương đối rồi. Ở đây tiếp con hiệp sĩ tiếp này. Nhưng mà mấy con này các bạn lại không liên quan. Nó lại chưa phục vụ nhiều. Có một túi lựa chọn thì chưa bỏ cho đánh tạm đi đã. Nó chỉ khó khăn lúc đầu thôi, về sau khi có nhiều tướng tí tự khắc sẽ dễ thôi. Để mua túi lựa chọn thì hơi đắt nhỉ. Lên hai con này lên tiếp thì mình đang bị ghép với hai con ấy mà. Nên ninja tiếp lên tạo con sát thủ lăng bạt tiếp. Cho đứng trước đi. Chung là ít cái để nâng quá. Này có thể lên tạo một con thợ rèn đi, lên con lính nhỏ đi. Lên tạo con hải tặc đi cho nó bớt đi tí. Cho cảm giác nó khỏe lên tí xíu này. Vẫn chơi 4 con cung nhưng mà kiểu chơi con cung xịn bắn cho nó yên tâm. Không sợ địch nó mạnh quá lại chết tướng. Man nhân thì lên tiếp thủy hộ giả để ghép dần, chuẩn bị dần. Tiếp tục cái giờ lấy tục lên tiếp con xạ thủ tiếp để chuẩn bị dần. Con xạ thủ bây giờ không biết bỏ chỗ nào nhỉ? À đương nhiên mở thêm ô, à chưa mở ô. Chưa mở ô để cho để vầy đánh tạm đâu. Để ghép dần con liễu kiếm thì được. Các bạn ít điểm quá. Để xem có túi lựa chọn lên con liễu kiếm này. Ở đây có này. Lên liễu kiếm lên biệt kích thì lên con hải quân này. Cho nó tăng sức mạnh cung lên tí.
Hết túi lựa chọn bắt đầu căng rồi đấy. Mua Rubik trước đi nhỉ. Để bỏ bớt con lấy Rubik xuống đi. Này lên tiếp thì con xạ thủ trước hay sang liễu kiếm nhỉ. Chưa có túi lựa chọn nhưng chả vội được. Vẫn là 4 Rubik. Thôi cứ để vậy đánh tạm đi. Đây có liễu kiếm thì ngon này. Phải sẽ bỏ bớt con bỏ bớt pháp sư lấy điểm lấy con liễu kiếm xuống trước đã. Cái này lên tiếp thành con biệt kích. Tiếp tục cái này lên thêm con biệt kích nữa. Phải bỏ bớt mấy cái này đi. Để dồn điểm lấy con này xuống cho gọn đi, gọn mấy con biệt kích đi. Đằng nào về sau phải lên lên con hải quân phải cần cái đấy. Thế cho như vậy mình sẽ kích hoạt được đôi 4-6 con cung, 6 con cung. 6 con cung bắn chắc sẽ yên tâm hơn. Cái túi lựa chọn đắt quá mua chưa nổi nhé. Cho đánh tạm đó. Đây là con man nhân tiếp, bên thủy hộ giả tiếp, bên hải quân tiếp này. Hy vọng là trụ được. Hết điểm rồi, bắt buộc phải đánh tạm đấy. Không biết có trụ nổi không. Tại bộ cung là bộ mạnh nhất của mình đấy. Cái này đây thì có khéo phải cố thêm một con, ví dụ lên tiếp thì con xạ thủ tiếp. Đây ví dụ có thể lên cố vào thợ rèn nữa mà không có Rubik nhỉ. Thôi thì mở cái này tí để cho thêm một con cung này vào. Tại vì ghép định ghép hai con hải tặc cơ, mà thế này sợ ghép không kịp. Có 165 điểm không bỏ thôi cho đánh tạm đó. Hy vọng đừng cứ chết tướng nhé. Để càng về sau đình nó càng đông hơn càng khỏe hơn mà. Không biết có trụ nổi không. Đây có thợ rèn này. Lính nhỏ lên hải tặc được hai con hải tặc bắn cho nó yên tâm một tí. Chi thông giả về sau sẽ vứt ra thôi, hiện tại chưa vứt được, về sau sẽ vứt ra nữa. Đây là thêm một con man nhân nữa hình như là đủ. À đâu 5 con nhưng mà mới được có 2 con, 3 con, 4 con, thiếu một tí xíu nữa. Chỗ này thôi hải tặc thì chắc mình lên bằng vậy con thôi. Như vậy thì vứt bớt con pháp sư đi, vứt bớt tinh linh đi. Ở đây còn lại đây có thể lên cố hiệp sĩ tiếp không nhỉ? Ở đây hiện tại mình chưa có liễu kiếm thì có mấy túi để chọn, chưa đủ túi để chọn để tạm để đánh tạm đấy. Chờ đông đông hơn tí xíu. À trên này có một con biệt kích sẵn rồi này, có thể lên cố con thủy hộ giả nữa. Đừng chết nha, đừng chết, suýt chết đấy nhưng vẫn còn sống. Đây lên con hiệp sĩ tiếp, lên con thủy hộ giả tiếp, lên con hải quân tiếp này, bổ sung sức mạnh rồi này. Như vậy được 3 con sắt rồi. Nói chung là vẫn hơi sợ sợ đấy. Thấy bắn vậy vẫn hơi sợ đấy. Hay lên thêm con hải tặc nữa. Nhưng mà lên nhiều quá ghép không kịp đấy. Lại có truy tung giả tiếp rồi. Tôi truy tung giả chắc là nhiều rồi. Hay lên tiếp con hiệp sĩ tiếp, lên thủy hộ giả tiếp đi. Đây mình xem ở đây có lên có đủ không nhỉ. Ở đây có con này lên con liễu kiếm này. Xong lên tiếp con cung nữa. Lên tiếp con xạ thủ. Biệt kích tiếp lên hải quân tiếp này, thay cho con truy tung giả đi. Và như vậy mình đã có được là 4 con sắt rồi, cố thêm một con nữa. Sau đó nếu dư có thể lên thêm con hải tặc nữa. Cứ để con thợ rèn lại phòng bị nhé. Có thể sẽ lên thêm con hải tặc nữa. Để xem ghép có kỳ mừng, các bạn sắp đến cửa 20 rồi. Hy vọng sẽ qua luôn, chứ không qua thì cay lắm, đánh tầm này không qua thì cay lắm. Tụi lên thêm con hiệp sĩ này. Này hết túi lựa chọn mất rồi, nếu có túi lựa chọn chắc sắp sửa lên là con man nhân rồi. Nó sắp sửa lên ấy rồi vì cần chủ yếu là bên cung nữa. Nó cho tấn công tạm đi đã. Hy vọng là sống được. Các bạn đến cửa 18 rồi, hơi lo một chút đấy. Cửa 18 hơi căng rồi đấy. Tại vì mới được có 4 con sắt thôi. Cần thêm một con sắt nữa. Pháp kiếm không phải con mình cần. Tu sĩ bỏ đi. Đây lên được con thủy hộ giả này. Giờ sao lên con liễu kiếm nữa. Ui, toàn ra pháp sư ấy này.
vẫn chưa đủ. Các bạn không có túi lựa chọn, cái này sợ ghép không không đủ rồi. Thôi để phó mặc số phận cho cái cửa sau vậy. Hơi khó một chút xíu, nhưng mình muốn hoàn thành thành tựu luôn, tôi còn win thì sẽ win được, nhưng mà con dòng nó không không thành thành tựu. Mình cần tìm con liễu kiếm nữa. À đây con này nếu có túi lựa chọn, ở đây được này. Đây lên được con liễu kiếm này. Biệt kích này, hải quân này, vừa khít này. Hai con này là đẹp đúng không? Là 1 2 3 4 5. Ô rồi, đủ rồi đấy. 6 Rubik thì không đủ, mở thêm ô rồi, đánh vậy đi. Đánh với trạng thái 7 tướng. 7 tướng thì đây đủ 5 con sắt rồi, chỉ cần win là được. Đừng thua được, đừng thua được. Cố đây nào, win đi, win chắc chắn được gì nữa. Ok, như vậy là hoàn thành hết nhé. Rồi, như vậy là nhẹ nhàng rồi, may quá. Đang lo không được, may quá nó thành hoàn thành rồi. Chỉ sợ nó khó thôi. Thì các bạn là cái con hệ sắt đây không phải con mình mạnh nhất của mình. Rồi, như vậy quay lại nhận quà. Rồi, như vậy mình hoàn thành xong cái này nhé. Và sau khi hoàn thành xong nó được cái số điểm tương đối thì mình quay vào cái shop âm ti. Nếu bạn nào vào shop âm ti chưa đủ điểm thì tiếp tục đánh tiếp cho đủ điểm nhé. Ở đây sau khi mình vào chỗ cửa hàng âm ti này thì đây mình sẽ có ở đây, mình sẽ đổi con này. Mình sẽ ưu tiên đổi cái mốc 500 này trước để lấy 15 đinh thạch. Tại vì nhớ không nhầm mình như là cứ mỗi con là 15 đinh thạch, một con xịn là 15 đinh thạch ghép được một con. Ưu tiên đổi cái 15 đinh thạch này trước này. Để chúng ta có con tướng trước đã không? Đấy là sau khi có 15 linh thạch mình chắc chắn có một tướng. Còn nếu mình đổi 3-4 cái linh thạch trước là sẽ chưa thành tướng đâu, phải ghép thêm đấy. Như vậy được con tướng người mẹ nhé. Đây con tướng sẽ là tiêu điểm trong cái series này đúng không? Bây giờ tướng thì có rồi, đầu tiên ta cứ vứt vào cho ra ngoài màn hình đã. Thế rồi đây con tướng xem ở chỗ nào nhỉ? Con đấy hình như là không biết là hệ gì, như là hệ pháp sư. Đây con này hệ pháp sư, đầu tiên cho ra ngoài màn hình cho đẹp thế này. Đấy, cho ra một chút xíu cho người ta biết là mình có tướng mới không? Thế đầu tiên cứ giải quyết như vậy đã, rồi video xong ta cùng nhau đi hoàn thành cái vé liên quan đến con người mẹ nhé. Còn trong video hôm nay trước mắt mình lấy tướng về đã, xong giải quyết qua cái map hành trình đặc biệt về nó đã. Còn video sau ta sẽ đi làm các nhiệm vụ xoay quanh nó. Bây giờ trước khi kết thúc lại video này các bạn đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Và bây giờ xin chào, hẹn lại các bạn trong các cái video lần sau. Xin chào các bạn nhé. Xin chào nhé.